Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spa Room. Mình là Pink Dot và hôm nay sẽ là bài viết Những lá quốc kỳ độc đáo nhất thế giới phần 2. Bài viết được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Áng Mây Bên Trời. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Tiếp nối hành trình khám phá những lá cờ độc nhất vô nhị trên thế giới, hôm nay mình đã quay trở lại và giới thiệu với mọi người phần 2 của series Những lá quốc kỳ có 102 này. Hãy cùng mình tìm hiểu thêm nhé! 6. Quốc kỳ có tuổi thọ lâu đời nhất. Bạn có thể đoán được đây là lá cờ của quốc gia nào không? Đó là lá cờ của Đan Mạch, lá cờ được coi là già nhất khi xuất hiện vào thế kỷ thứ 13 và chính thức được sử dụng làm quốc kỳ năm 1625. Trên lá cờ Đan Mạch có hình chữ thập thể hiện cây thánh giá của đạo Kitô giáo. Sau này, các quốc gia Bắc Âu khác cũng sử dụng hình ảnh cây thánh giá này trên quốc kỳ của mình vì Kitô giáo là tôn giáo chính của khu vực này. Có một sự thật thú vị nữa ở Đan Mạch về lá quốc kỳ mà mình muốn bật mí. Quốc gia này phát hành bộ luật cấm người dân không được xúc phạm quốc kỳ các quốc gia khác trên thế giới, nhưng đối với quốc gia họ thì được phép. 7. Quốc kỳ trẻ nhất thế giới. Nhắc đến quốc kỳ có tuổi thọ lâu đời nhất, ta nhắc đến Đan Mạch. Vậy thì quốc kỳ trẻ nhất thì sao nhở? Đó là quốc kỳ Mauritania. Quốc kỳ Mauritania trên nền xanh sẫm với biểu tượng ngôi sao vàng trăng lưỡi liềm ở chính giữa, những biểu tượng đặc trưng của một quốc gia Hồi giáo. Và phía trên và dưới là hai sọc đỏ. Mauritania chính thức sử dụng lá cờ này là quốc kỳ từ ngày 5 tháng 8 năm 2017, nghĩa là tuổi đời của nó mới chỉ có 4 tuổi. Khi quốc gia này mở một cuộc trưng cầu dân Ý xem liệu họ có nên thay đổi quốc kỳ hay không, và kết quả có tới 85% người dân đã đồng tình với việc cải tiến quốc kỳ. Cuối cùng, hai sọc đỏ ngang được thêm vào phía trên và dưới của lá cờ, tượng trưng cho màu máu của những anh hùng dân tộc đã đấu tranh giành lại độc lập từ tay Pháp. 8. Quốc kỳ duy nhất có thể thay đổi trật tự màu sắc. Tìm hiểu về quốc kỳ Philippines sẽ khiến cho bạn cảm thấy bất ngờ đấy. Giải đất màu xanh dương tượng trưng cho hòa bình và công lý, giải màu đỏ tượng trưng cho lòng yêu nước và sự dũng cảm, ba ngôi sao tượng trưng cho ba hòn đảo lớn tạo nên hình hài Philippines là Luzon, Visayas và Mindanao. 8 tia sáng mặt trời tượng trưng cho 8 tỉnh đầu tiên giành độc lập khỏi Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trật tự của giải màu xanh và đỏ hoàn toàn có thể đổi chỗ cho nhau. Vào thời bình, màu xanh sẽ được để ở trên màu đỏ, nhưng khi đất nước có chiến tranh, Philippines sẽ đổi trật tự màu sắc của xanh và đỏ, thể hiện tinh thần chiến đấu, quyết tâm đấu tranh bảo vệ nền độc lập của nước nhà. Điều này thực sự thú vị đúng không? 9. Màu sắc xuất hiện nhiều nhất. Chà chà, nhìn sơ qua cái bức ảnh này thì bạn cũng có thể đoán ra được màu đỏ là cái màu chủ đạo của tấm hình này đúng không? Màu đỏ là màu xuất hiện nhiều nhất trên quốc kỳ các quốc gia trên thế giới. Theo thống kê, 3 màu sắc được sử dụng nhiều nhất trên quốc kỳ lần lượt là đỏ 30,3%, trắng 21,15% và xanh da trời là 19,12%. Tuy nhiên, màu đỏ trên mỗi lá cờ ấy lại có ý nghĩa biểu tượng khác nhau. Một số ý nghĩa của màu đỏ thường được biết đến như là tượng trưng cho chiến tranh, cho máu của các người anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập tự do dân tộc như là Việt Nam, Trung Quốc, Italia, Mexico, vân vân. Là biểu tượng của mặt trời như là ở Nhật Bản và là sức mạnh, sự dũng cảm như là ở Mỹ, Indonesia, Maroc, vân vân. 10. Biểu tượng xuất hiện nhiều nhất. Đó chính là ngôi sao. Cũng giống như màu sắc, hình ảnh ngôi sao trên mỗi quốc kỳ lại mang một ý nghĩa khác nhau. Nếu ngôi sao trên quốc kỳ của Mỹ, New Zealand và Úc tượng trưng cho các bang khác nhau, thì ngôi sao trên cờ của Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Malaysia lại là hình ảnh biểu trưng của đạo Hồi, hay còn là biểu tượng của niềm tin vào tương lai của dân tộc như là Turkmenistan. Và quốc kỳ có nhiều biểu tượng ngôi sao nhất chính là lá cờ Mỹ với 50 ngôi sao tượng trưng cho 50 tiểu bang khác nhau của quốc gia này. Chắc hẳn là bạn cũng sẽ bất ngờ lắm khi mà biết lá quốc kỳ Mỹ là do một bạn học sinh trung học thiết kế đấy. 11. Quốc kỳ duy nhất có chiều rộng lớn hơn 2 lần chiều cao của nó. So với các tỷ lệ phổ biến của quốc kỳ như là 2, 3, 1, 2 hay một số tỷ lệ như là 3, 4, 4, 5, 3, 5 thì quốc kỳ Qatar là đặc biệt nhất với tỷ lệ là 11, 28, nghĩa là chiều rộng gấp 2,545 lần chiều cao của nó. Với tỷ lệ này, Qatar là quốc gia duy nhất có quốc kỳ mà chiều rộng lớn hơn 2 lần chiều dài. Và đây cũng được coi là một trong những đặc điểm để phân biệt quốc kỳ Qatar
với quốc kỳ dễ nhầm lẫn của nước láng giềng. 12. Cờ Jamaica là quốc kỳ duy nhất không chứa 3 màu phổ biến nhất, đỏ, trắng và xanh da trời. Theo thống kê, 3 màu được sử dụng nhiều nhất trên quốc kỳ lần lượt là đỏ 30,3%, trắng 21,15% và xanh da trời 19,12%. 3 màu này luôn phiên nhau hoặc cùng nhau xuất hiện trên các quốc kỳ các nước. Trong số hơn 190 quốc kỳ trên toàn thế giới, chỉ có duy nhất lá cờ của Jamaica là không chứa bất kỳ màu nào trong số 3 màu kể trên. Quốc kỳ Jamaica gồm hai đường chéo màu vàng, chia lá cờ thành 4 phần, hai phần màu xanh lá cây trên và dưới, và hai phần màu đen, phải và trái. Các màu đen, xanh lá và vàng là màu sắc thường thấy trên quốc kỳ của các quốc gia châu Phi. Trong đó, màu đen đại diện cho sức mạnh và sự sáng tạo của người dân, đã cho phép họ vượt qua những khó khăn và thách thức. Màu vàng là tượng trưng cho ánh sáng mặt trời và sự giàu có của quốc gia. Màu xanh tượng trưng cho thảm thực vật tươi tốt và niềm hy vọng của người dân ở nơi đây. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, của mình là Pink Dot. See ya!